Alo alo, xin chào các bạn đã đến kênh youtube Lý Việt Emo của mình Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh youtube của mình Hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn Rồi hôm nay mình làm cái video này các bạn Bởi vì có một cái câu hỏi cực kỳ hay là bi là giả hay tại sao lại có giá trị nha Và các câu hỏi thú vị khác nữa Rồi trước tiên thì các bạn hãy đi vào cái app bi Nếu các bạn xem video này thì lập tức các bạn hãy đi vào bi và xem mình đã bật bi chưa tức là bật cái tia sét này lên chưa thì hãy nhanh chóng bật đi các bạn để cho nó đào nha thì các bạn có thể kiểm tra thời gian của nó còn lại bao nhiêu để chúng ta canh giờ cho nó đúng nha mình khuyên các bạn là đừng có bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào mà hãy cố gắng bật liên tục cho các bạn còn nếu mà các bạn lên thấy màu xanh nè thì có thể là nó sẽ sắp tắt rồi đó ví dụ mình bấm vào đây thì mình thấy nè ở đây của mình còn có một phút nữa thôi các bạn là nó tắt rồi cho nên là các bạn phải canh giờ lỡ các bạn đi đâu mà các bạn quên đó mà không bật thì rất là uổng nha các bạn nha các bạn phải canh thời gian đó của mình đây còn 51 giây nữa thôi rồi và sắp tới KIC và Mainnet rồi cho nên là mình khuyên các bạn nên chuẩn bị đầy đủ thật kỹ càng chuẩn bị các giấy tờ như là căn cứ công dân chứng minh nhân dân giấy phép lái xe và hộ chiếu nha các bạn nha một trong bốn giấy tờ đó để chuẩn bị KIC ha và nhớ sửa đổi thông tin tên cho OK nha các bạn nha rồi và nhớ xác minh số điện thoại hoặc là facebook và facebook thì phải bảo mật hai lớp ha và xác minh luôn email luôn nha các bạn nha với lại nhớ tạo vòng tròn bảo mật 100% trăm nha nhớ nha các bạn mình dặn mình nói thôi chứ nhìn mình dặn các bạn các bạn phải để ý nha và ai chưa làm thì hãy làm đi ha rồi thì mình xem nó còn có khoảng mấy giây nữa các bạn rớt rồi nè không các bạn thấy nó rớt nè không nó rớt nó ra như thế này nè cái này tại sao mình nhắc hoài các bạn bởi vì các bạn mới không biết luôn các bạn ngày nào mình cũng nhắn nhận được cái tin nhắn là làm sao để cho đào các bạn nè làm sao các bạn xem nè nó nó hiện như thế này để các bạn bấm vào đây nè các bạn bấm vào đây giúp mình nè bấm vô cái dòng này nè không nào mình bấm nè đó sau đó các bạn bấm vào khai thác giúp mình nha cái này bạn mới không biết đâu thật sự luôn á bấm vô chữ khai thác nè thấy chưa rồi bấm vô một cái ở lập tức nó đào không nó xanh lại là nó đang đào ha cái số này nó màu xanh là ok còn nếu mà nó hiện lên một cái quảng cáo thì các bạn à, à, cũng nên ủng hộ bi bằng cách cho nó chạy qua cái quảng cáo khoảng 15 giây hoặc 20 giây gì đó để cho bi nó cũng có cái chi phí các bạn còn nếu các bạn không thích thì các bạn tắt áp các bạn mở lại thì thôi nó không có quảng cáo nữa ha cái này thì hôm nay nó không có quảng cáo rồi thì chúng ta hãy đi vào một cái câu hỏi cực kỳ hay đó là bi là giả mà tại sao lại có giá nha rồi chúng ta hãy quay qua đây. Đây. Chúng ta thấy cái hình uh, bi có tên lửa không? Tên lửa có hình bi không? Rất là tuyệt vời nha các bạn nha. Bi người ta uh, được ví như là mặt trời với cái đó đó các bạn nha. Nó dữ dằn lắm đó, chứ không ai đơn giản cho nên là các bạn bỏ lỡ cơ hội bi thì thật là rất rất là ổn. Chúng ta xem nha, tất cả chỉ là suy nghĩ và nhận thức về bi network ha. Nói chung đây chỉ là sự nhận thức thôi. Câu hỏi số 1, bi là một loại tiền ảo, nó là giả, tại sao nó lại có giá? Ha, hấp dẫn các bạn. Ha, quy 1 là question 1 các bạn nha, câu hỏi 1 và A1 tức là answer 1 tức là câu trả lời của câu số 1 đây. Pi là một thử nghiệm blockchain toàn cầu, công bằng, cởi mở và chỉnh du. tuân thủ pháp luật, không gây quỷ, không gây quỹ tiền tầm nhìn chính là cho phép những người bình thường tham gia vào ngưỡng đơn giản và thấp nhất. B là phát triển thành một public toàn cầu. Hệ thống dây chuyền sẽ phục vụ hàng tỷ người xung quanh thế giới. Thì khủng khiếp không các bạn? Phục vụ hàng tỷ người chứ không phải là hàng triệu đâu. Ứng dụng sổ cái phân phối sẽ mang lại giá trị đáng kể cho hệ thống này. Hệ thống này sẽ mang nhiều ứng dụng sinh thái. Nhiều ứng dụng trên mạng decentralized sẽ sử dụng mạng này để phát triển mạng cộng ứng dụng phân biệt sẽ kéo dài đến từng ngóc ngách. Ví dụ, Trung Quốc sẽ không thể chặn ứng dụng Facebook trên mạng giới hạn và người dùng đại lục có thể chạy chuỗi công khai bi để truy cập Facebook. Theo cách này, giá trị của chuỗi công chúng là ở đó, bởi vì nhiều công ty sẽ sử dụng chuỗi công chúng không được chế tạo này để phát triển đáp của riêng họ và công ty sẽ trả tiền cho nó. Bởi vì Bi có một vòng ứng dụng sinh thái nên sẽ có rất nhiều thương gia và doanh nghiệp được thanh toán Bi trong tương lai. Hey, đã không các bạn? Tức là cái hệ sinh thái của Bi á, nó có sẽ có rất là nhiều thương gia và doanh nghiệp họ sẽ bắt đầu thanh chấp nhận thanh toán bằng Bi trong tương lai. Thì các bạn thấy ở mấy cái video trước mình làm á, cũng rất là nhiều cái cái kể ngay cả các doanh nghiệp nhỏ nhỏ lẻ các cửa hàng nhỏ lẻ họ cũng đang muốn ứng dụng thanh toán bằng bi luôn các bạn khủng khiếp chưa ha, chứ không phải là các doanh nghiệp lớn đâu mà ngay cả những người à, kinh doanh nhỏ ha hớt tóc hoặc là buôn bán nhỏ họ cũng muốn thanh toán bằng bi hết rồi người ta chán tiền giấy rồi các bạn ha cho nên là bi nó giá trị là cũng đúng thôi chúng ta là những người tạo ra bi ai cũng có quyền được nói bạn phải sử dụng đồng su bi để bước vào thế giới của bi nếu bạn muốn chạy chuỗi công khai bi quan niệm là đắt đến mấy cũng phải mua vì dây chuyền công này quá tốt dùng an toàn nhanh chóng phí khai thác thấp nhiều người dùng công ty sẽ trả tùy thuộc vào bạn muốn buôn bán dây chuyền công khai tạo ra giá trị người dùng thị trường tạo ra giá sẽ có nhu cầu, sẽ có giá trị và sẽ có một cái giá. Câu hỏi số 2, ai sẽ mua đồng bi với chúng tôi? Tức là bạn khai thác bi thì có rất là nhiều người nói rằng là ai sẽ 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 mua cái đồng bi mà tôi khai thác đây. Thì chúng ta xem là câu trả lời nè, doanh nghiệp, người dùng theo dõi, vòng tròn tiền tệ, tiền nhiều vào thì nhiều người hay lòng đỏ dạ vì họ sẽ sớm hiểu bi là tiền. Được các bạn. Được không, thấy bi có giá thì đương nhiên phải nhảy vô chứ sao không ai cũng muốn nắm giữ chứ <laughs> tại sao các bạn thấy người ta thanh muốn thanh toán bằng bi bởi vì người ta thấy được lợi ích của nó trong tương lai người ta mới chấp nhận thanh toán bằng bi chứ để người ta sở hữu nó càng nhiều thì càng có lợi chứ đúng không các bạn đơn giản như vậy thôi đúng không cho nên là bi nó càng càng có nhiều người sở hữu càng nhiều người muốn thanh toán thì người ta sẽ mua thôi mình nghĩ là các bạn đều thấy cái điều này Câu hỏi số 3, tại sao đồng tiền bi nên được khai thác miễn phí cho chúng ta? Đúng không? Tại sao mà người ta cho miễn phí hiện bây giờ các bạn đang khai thác? Thì câu trả lời là là một thí nghiệm có thể dễ dàng sử dụng bởi những người bình thường vì nó cần được phân bố đều trên thế giới. Thí nghiệm Bitcoin là do thời gian và không gian khác nhau. Nguyên nhân là do một lượng lớn Bitcoin tập trung quá mức, chi phí cao, không thân thiện với môi trường giờ cũng vì thời gian và nền tảng không gian khác nhau. Điện thoại di động có thể mô phỏng kịch bản khai thác, được phân tán đều khắp thế giới. Có hơn 4 tỷ người dùng điện thoại di động và ngày càng có nhiều người hiểu về tiền điện tử. Vậy là thí nghiệm này xuất hiện đúng đắn. Thành công của thí nghiệm phụ thuộc vào người dùng toàn cầu bởi vì anh ấy là một thí nghiệm thực sự. Nó phải hợp pháp và tuân thủ và không phải có giao dịch tiền tệ hợp pháp. Sau khi thử nghiệm một người được phân phân thành công, những người dùng mà bạn đòi hỏi sẽ được thưởng, bi đang bi bạn đang dùng sẽ trở thành tài sản của bạn. Ok, quá ngon lành. Có nghĩa là cái đây là giống như một thử nghiệm mà bạn mà chính các bạn và mình cũng là những người mà ứng dụng cái thử nghiệm đó đó và nó đã giống như là cái bi nó xuất hiện đúng đắn. Nói các bạn nghe các bạn sẽ hiểu mà. Câu hỏi số 4, bạn nói rằng bi sẽ tiếp tục tăng giá, tại sao bi lại tăng giá? Chỉ cần nói với anh tất cả. Câu trả lời: Vì một khi mạng chính bật, vòi nước sẽ bị tắt và chế độ đúc mô phỏng này sẽ bị dừng lại. Sẽ có sự khan hiếm những thứ có hạn và có nhu cầu. Bạn có nghĩ nó sẽ tăng lên không? Có nghĩa là nó nói là mạng chính tức là mainnet đó các bạn thì có thể là dừng đầu bi á mà dừng đầu bi thì sẽ trở nên khan hiếm thôi hoặc là nó giảm đi thì sẽ trở nên khan hiếm cho nên là bởi vì vì sao mà mình cứ nhắc các bạn là bật bi bật bi liên tục để mong muốn các bạn có nhiều bi càng tốt bởi vì vậy, sau mainnet có thể là người ta không có cho đạo đâu các bạn ha à, người ta chỉ chạy nốt thôi thì lúc đó thì khó khó mà kiếm được bi ở đâu các bạn hoặc là các bạn có ai nữa cũng bè cũng chỉ là hưởng qua cái giao dịch thôi chi phí cái phí giao dịch thôi cho nên là các bạn phải tranh thủ đào đừng có quên không biết thì hỏi người ta chỉ cho không bật liên tục cài báo thức á cho tới giờ nó bật rồi quan điểm là nhiều người coi nó như tiền và khi tài sản bị sử dụng một số người sẽ không đổi bi quý giá để lấy tiền tại hợp pháp tự nhiên khi một số lượng lớn người tham gia thị trường giá sẽ tự nhiên tăng đều và sau đó nó sẽ chỉ tăng chứ không giảm vì sẽ không ai lấy tài sản ra và bán rẻ chúng rồi cái đó là cái bài mình sưu à, à, tầm ha mã giới thiệu của mình đã cai xe rồi nha Picasso rồi các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng mã giới thiệu Picasso này thì cách đăng ký các bạn có thể đi vào trong mô tả video á thì xem nha cũng có cách hướng dẫn luôn ha rồi à, đây là các câu hỏi rất là thú vị thì mình à, cung cấp cho các bạn để các bạn sẽ hiểu hơn về bi ha và có động lực hơn trong việc đầu bi Rồi Nếu có gì không hiểu Bạn có thể bình luận dưới video Hoặc có câu hỏi nào Mà cần giải đáp Có thể mình sẽ làm video cho các bạn ha Rồi à, Và đừng quên bấm vào nút đăng ký Trên kênh youtube của mình Sau đó chọn cái chuông bên phải Và chọn tất cả Để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn Rồi chúc các bạn có Rất là nhiều bi nha Rồi xin chào và hẹn gặp lại